Nguyễn Hữu Hạnh, người tác động Tổng thống Dương Văn Minh kêu gọi binh sĩ buông súng. Thưa quý vị và các bạn, nguyên chuẩn tướng Nguyễn Hữu Hạnh là cựu tướng lĩnh bộ binh của quân lực Việt Nam Cộng Hòa, cấp bậc chuẩn tướng. Ông được biết với vai trò phụ tá Tổng tham mưu trưởng cuối cùng của quân lực Việt Nam Cộng Hòa. Chính ông đã tác động đến Tổng thống Dương Văn Minh quyết định kêu gọi quân lực Việt Nam Cộng Hòa buông vũ khí trước sự tấn công của quân đội nhân dân Việt Nam và quân giải phóng miền Nam vào ngày 30 tháng 4 năm 1975. Sau sự kiện này, người ta mới biết chuẩn tướng Nguyễn Hữu Hạnh là người của mặt trận dân tộc giải phóng miền Nam Việt Nam. Để hiểu hơn về vị chuẩn tướng này, mời quý vị và các bạn theo dõi video ngay sau đây của Chân dung lịch sử. Tiểu sử chuẩn tướng Nguyễn Hữu Hạnh. Chuẩn tướng Nguyễn Hữu Hạnh sinh ngày 10 tháng 7 năm 1926 trong một gia đình điền chủ bậc trung khá giả tại ấp Phú Thuận, xã Phú Phong, quận Châu Thành, Mỹ Tho, nay thuộc tỉnh Tiền Giang. Năm 1945, ông tốt nghiệp trung học chương trình Pháp tại Mỹ Tho với văn bằng tú tài bán phần, Part 1. Đầu năm 1949, thi hành lệnh động viên, ông nhập ngũ vào quân đội Liên Hiệp Pháp, mang số quân 46/103072. Theo học tại trường võ bị địa phương Nam Việt Vũng Tàu, Cap Saint Jacques, mãn khóa cùng năm, tốt nghiệp với cấp bậc chuẩn úy. Ra trường, ông được điều đi phục vụ tại một đơn vị bộ binh giữ chức vụ trung đội trưởng dưới quyền thiếu úy đại đội trưởng Dương Văn Minh, khởi đầu của mối quan hệ thân tình của ông với tướng Dương Văn Minh về sau này. Giữa năm 1950, ông được thăng cấp thiếu úy tại nhiệm. Cuối năm 1951, ông được thăng cấp trung úy làm đại đội trưởng bộ binh. Năm 1952, quân đội quốc gia thành lập Bộ Tổng tham mưu chính thức chuyển sang cơ cấu mới này. Ông được thăng cấp đại úy và được cử giữ chức vụ tham mưu trưởng phân khu Sài Gòn Chợ Lớn. Năm 1954, ông được chỉ định làm tiểu đoàn trưởng tiểu đoàn 30 Việt Nam biệt lập. Đầu năm 1955, ông được thăng cấp thiếu tá tại nhiệm. Khi Thủ tướng Ngô Đình Diệm lên làm Tổng thống, đổi tên quân đội quốc gia thành quân đội Việt Nam Cộng Hòa và mở chiến dịch tiêu diệt lực lượng vũ trang của các giáo phái. Tháng 9 cùng năm, ông được giữ chức vụ tham mưu trưởng chiến dịch Hoàng Diệu, đánh giáo phái Hòa Hảo. Đến chiến dịch Thoại Ngọc Hầu, đánh quân giáo phái Cao Đài, ông được thăng cấp trung tá dưới quyền đại tá Dương Văn Minh. Tháng 8 năm 1958, ông được cử đi du học lớp chỉ huy tham mưu cao cấp tại trường Fort Leavenworth, tiểu bang Kansas, Hoa Kỳ, với thời gian 42 tuần. Cuối tháng 7 năm 1959, mãn khóa học về nước. Tuy nhiên, cách đối xử của Tổng thống Diệm đối với Dương Văn Minh cũng ảnh hưởng nhiều đến đường công danh của ông. Năm 1960, ông được cử giữ chức vụ tham mưu trưởng quân khu thủ đô, sau đổi thành biệt khu thủ đô. Đầu năm 1963, ông được thăng cấp đại tá và chuyển đi miền Tây Nam Phần giữ chức vụ tham mưu trưởng quân đoàn 4 do Thiếu tướng Huỳnh Văn Cao làm tư lệnh. Tháng 10 năm 1963, khi đang là đại tá tham mưu trưởng quân đoàn 4 dưới quyền tướng Huỳnh Văn Cao, cha ông là Nguyễn Hữu Điệp qua đời. Do ý nguyện của cha muốn được chôn cất tại quê nhà, nơi đang thuộc quyền kiểm soát của mặt trận dân tộc giải phóng miền Nam tỉnh Mỹ Tho, ông đã thỏa thuận ngừng bắn 3 ngày để làm lễ tang và chôn cất cho cha. Điều này khiến cho ban binh vận của Trung ương Cục miền Nam chú ý và nảy ý đồ vận động ông làm cơ sở. Nhiệm vụ tiếp cận, vận động, bồi dưỡng ông được giao cho ông Nguyễn Tấn Thành, bác họ của ông. Trước đó có 2 lần ông Thành bị phía quân đội Việt Nam Cộng Hòa bắt giữ, nhưng đều được ông can thiệp và trả tự do. Ông được gán mật danh là S7 hoặc Sao Mai, nhưng hầu như không được giao nhiệm vụ gì có thể ảnh hưởng đến vị trí của ông. Nhiệm vụ Bích Minh. Trong cuộc đảo chính Ngô Đình Diệm năm 1963, ông Nguyễn Hữu Hạnh đã ngầm ủng hộ tướng Dương Văn Minh, Bích Minh, Minh Lớn. Năm 1968, dưới sức ép của Mỹ, Nguyễn Văn Thiệu phải chấp nhận cho Bích Minh về nước, kết thúc một thời gian dài sống lưu vong tại Thái Lan. Ông Nguyễn Hữu Hạnh được Trung ương Cục miền Nam giao tiếp cận và vận động tướng Dương Văn Minh. Trước đó, vào năm 1960, theo yêu cầu của Ban binh vận xứ ủy Nam Bộ, sau này là Trung ương Cục miền Nam, ông Võ Văn Thời, Cục trưởng Cục định vận, điều động ông Dương Thanh Nhật là em ruột của ông Dương Văn Minh, giao nhiệm vụ về miền Nam vận động anh mình.
Ngày 1 tháng 1 năm 1963, Bích Minh, Minh Lớn, nhân danh Chủ tịch Hội đồng Quân nhân Cách mạng, phát lệnh đảo chính Ngô Đình Diệm và lên làm Quốc trưởng Việt Nam Cộng Hòa. Trong thời gian làm Quốc trưởng, Bích Minh có một số hành động có lợi cho cách mạng. Ra lệnh hủy bỏ 16.000 ấp chiến lược, từ chối yêu cầu của Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ McNamara và tướng Hawkins để cho Mỹ ném bom nổ chậm trên đê sông Hồng, vì làm như thế là inhuman, vô nhân đạo. Tướng Minh cũng không trả lời đề nghị yêu cầu chuẩn y và thực hiện kế hoạch 34A, hoạt động gián điệp, biệt kích chống miền Bắc của đại sứ Cabot Lodge. Và theo lời kêu gọi của Mặt trận Dân tộc Giải phóng miền Nam, Bích Minh tỏ ý muốn thương lượng để tuyển cử tự do, thực hiện một chế độ trung lập, lập chính phủ liên hiệp. Mỹ chỉ thị cho chính quyền Sài Gòn phong Bích Minh lên đại tướng và cử làm đại sứ lưu động ở Đài Loan, sau đó lại chuyển sang lưu vong ở Thái Lan, có sự giám sát của CIA. Khi Bích Minh được về nước, chấm dứt thời gian sống lưu vong, cuối năm 1970, theo chỉ đạo của Trung ương và Trung ương Cục miền Nam, Ban binh vận Trung ương Cục chọn chuẩn tướng Nguyễn Hữu Hạnh, S-7, Sa Mai, tiếp cận Bích Minh. Mọi việc đang trên đà tiến triển thuận lợi, thì ông Hạnh đột ngột bị thuyên chuyển lên Tây Nguyên làm phó tư lệnh quân đoàn 2. Ngày 15 tháng 5 năm 1974, ông nhận được quyết định về hưu do chính Nguyễn Văn Thiệu ký. Ý đồ sâu xa là muốn loại bỏ bớt những tướng tá ngả theo Bích Minh. Nhưng rồi điệp vụ Bích Minh cũng được tiến hành. Ngày 28 tháng 4 năm 1975, ông Hạnh từ Cần Thơ lên Sài Gòn. 15 giờ cùng ngày, Bích Minh nhậm chức Tổng thống. Ngày 29 tháng 4 năm 1975, ông được ông Bích Minh phân công giữ chức Phụ tá Tổng tham mưu trưởng. 13 giờ Chủ nhật ngày 29 tháng 4, ông Hạnh ngồi vào ghế quyền Tổng tham mưu trưởng. Từng là trưởng phòng 2 tình báo Bộ Tư lệnh Hành quân, từng đi Mỹ học tình báo chiến thuật, chiến lược, phản gián và lật đổ, được quyền dùng bất kỳ thủ đoạn nào miễn là đạt được mục đích. Lại từng là phó giám đốc Đại học Võ Bị Đà Lạt, nên ông Hạnh có cái nhìn bao quát cục diện chiến trường. Nắm được ý của Bích Minh là không chống cự, lại được chỉ đạo của Ban binh vận, nên ông Hạnh điều binh khiển tướng theo ý mình. 12 năm cho điệp vụ cuối cùng. Tính từ lúc được Ban binh vận Trung ương Cục miền Nam móc nối năm 1963, gần 12 năm thầm lặng, trước tình hình nóng, ông Hạnh đề nghị Bích Minh. Tình hình này, Tổng thống cần quyết định ngay, chỉ hoãn chỉ có hại thôi, về quân sự thì không thể làm gì được nữa rồi. Biết Trung tướng Nguyễn Văn Toàn, tư lệnh quân đoàn 3 ở Biên Hòa vẫn còn 3 sư thiện chiến và nhiều lữ đoàn phối hợp. Trước đó, đã từng yêu cầu cho máy bay chiến lược B-52 chặn đường tiến công của quân giải phóng trước cửa ngõ Sài Gòn. Nhưng đến ngày 29 tháng 4 đã bị ông Hạnh vô hiệu hóa bằng lệnh án binh bất động. Nhưng khi tướng Lê Minh Đảo đề nghị phá sập cầu Đồng Nai thì ông Hạnh lệnh: chưa được phép phá cầu, quân ta còn cơ động, có thể còn phản công nữa chứ. Khi cần thiết sẽ cho không quân ném bom. Đề phòng có đơn vị nào tự ý phá cầu mà không báo cáo, ông lệnh cho Trung tâm Hành quân truyền đạt lệnh Bộ Tổng tham mưu cấm phá bất cứ cầu nào. Tướng Nguyễn Khoa Nam, tư lệnh quân đoàn 4, một trong ít tướng lì lợm, lực lượng vẫn chưa bị sứt mẻ, được ông Hạnh lệnh ở nguyên vị trí chờ lệnh. Tướng Lâm Văn Phát, tư lệnh mới của biệt khu thủ đô, muốn điều quân trước là bà quẹo để chặn quân giải phóng. Ông không chấp nhận, viện cớ Tổng thống không cho phép điều động quân. Ngày 29 tháng 4 năm 1975, Tổng thống Dương Văn Minh, Phó Tổng thống Nguyễn Văn Huyền và Thủ tướng Vũ Văn Mẫu bàn và ra lệnh cho Giám đốc Nhà cảnh sát Đô Thành Triệu Quốc Mạnh thả tù binh chính trị, gửi công văn yêu cầu Đại sứ Mỹ Martin cho Cơ quan Viện trợ quân sự Mỹ DAO rời khỏi Việt Nam trong vòng 24 giờ để giải quyết hòa bình ở Việt Nam. 9 giờ ngày 30 tháng 4 năm 1975, ông Minh đọc vào máy ghi âm: đường lối chủ trương của chúng tôi là hòa giải và hòa hợp dân tộc để cứu sinh mạng đồng bào. Tôi tin tưởng sâu xa vào sự hòa giải của người Việt Nam để khỏi thiệt hại xương máu của người Việt Nam. Vì lẽ đó, tôi yêu cầu tất cả anh em chiến sĩ Việt Nam Cộng Hòa hãy bình tĩnh, không nổ súng và ở đâu, ở đó. Chúng tôi cũng yêu cầu anh em chiến sĩ Chánh phủ Cách mạng Lâm thời Cộng Hòa miền Nam Việt Nam ngưng nổ súng. Chúng tôi ở đây chờ gặp Chánh phủ Cách mạng Lâm thời Cộng Hòa miền Nam Việt Nam để cùng nhau thảo luận lễ bàn giao chính quyền trong một trận tự tránh đổ máu vô ích của đồng bào. Tướng Nguyễn Hữu Hạnh cũng thả một nhận lệnh yêu cầu tướng tá và binh sĩ chế độ Sài Gòn thi hành lệnh của Tổng thống ngay tức khắc. Rồi cũng đến 11 giờ 30 ngày 30 tháng 4 năm 1975,
và ông Nguyễn Hữu Hạnh, bí số S7, Sao Mai, đã hoàn thành nhiệm vụ. Ông Kiều Xuân Long, đại diện Ban Chí vận khu ủy Sài Gòn, Gia Định nói: là người đi qua chiến tranh, may mắn lành lặn và đến Sài Gòn đúng trưa 30 tháng 4, chúng tôi mang ơn ông ở trong tim và cho rằng mọi người cũng vậy. Sau năm 1975, được ghi nhận công lao trong tác động đến buông súng của quân lực Việt Nam Cộng Hòa, ông không bị chính quyền mới đưa đi cải tạo mà còn được giữ chức vụ Tổng Thư ký Hội Nhân dân Bảo trợ Nhà trường. Sau được bầu là Ủy viên Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam với tư cách là nhân sĩ yêu nước và giữ chức vụ đó cho đến nay. Tướng Hạnh có đóng góp cho sự tiếp quản Sài Gòn và miền Nam Việt Nam sau ngày 30 tháng 4 năm 1975 được nhẹ nhàng, trong hòa bình và bớt đổ máu theo kịch bản kết thúc chiến tranh tốt nhất có thể nghĩ đến. Ông là chứng nhân lịch sử trực tiếp khi thảo lệnh buông vũ khí cho Tổng thống Dương Văn Minh ký với tư cách Tổng tham mưu trưởng Quân đội Việt Nam Cộng Hòa, lại là một biểu tượng hòa hợp hòa giải khi tham gia Mặt trận Tổ quốc Việt Nam với tư cách là Ủy viên Trung ương, cũng như thực tế tham gia hoạt động bảo trợ trường học sau giải phóng. Hành động của chuẩn tướng Nguyễn Hữu Hạnh, tham mưu trưởng Quân đội Việt Nam Cộng Hòa, đã được chính phủ và nhân dân ghi nhận. Bản thân ông cũng được Mặt trận Dân tộc Giải phóng trao tặng huân chương, bằng khen. Ông không thuộc diện cải tạo lao động như nhiều quan chức, sĩ quan chế độ Sài Gòn. Theo thông tin từ cô Nguyễn Mai, con gái ông cho biết, sau thời gian điều trị bệnh khá dài tại Bệnh viện Thống Nhất, lúc 6 giờ 40 ngày 29 tháng 9 năm 2019, ông đã chút hơi thở sau cùng ở tuổi 95. Ông mất, nhưng câu nói, người Việt Nam mình không bao giờ chia rẽ và không thể chia rẽ, như vẫn còn vang vọng trong mỗi trái tim về ước vọng, tinh thần đoàn kết, hòa hợp dân tộc, trường sinh, bất diệt. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi video. Bạn có cảm nhận như thế nào về chuẩn tướng Nguyễn Hữu Hạnh? Hãy để lại ý kiến xuống phần bình luận của video và đừng quên đăng ký kênh để đồng hành cùng với Chân Dung Lịch Sử trong những số phát sóng tiếp theo. Xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại quý vị!